Ê, mai chở tôi sớm nha ba. Bữa nay xém trễ á. Hỏi gì nữa, chở hoài, nhà xe không chết. Xe của tao sửa chưa có xong. Xe tao không hư rồi, mai tự đi nha. Ê Hiếu. Ê, xe tôi hư rồi, không ai chở tôi đi học hết á. Mai ông chở tôi ba. Nhà bà ở Bình Chánh đúng không? Ừ. Nhà tôi Thủ Đức lận. Đức, đây hơi xa. Nhưng hoặc sao? Để tôi qua tôi đưa. Vậy thôi à, mai ha. Ê, mai chở tôi sớm, sớm xíu nha. 4:30 chưa đủ sớm. Hiếu. Ê, mai chở tôi tiếp ha. Thôi để mai chở nữa. Mai chở tôi đi ha. Bà sửa xe hay là bà cầm xe vậy? Lâu quá vậy, bữa giờ chưa xong nữa. Thôi đi bộ đi học, đi đâu đi làm gì làm đi. Trời ơi, bữa giờ Hiếu chở ta đi học không? Má ơi, tao ngồi xong mà tao phải nín thở. Nó hôi nách. Nó từ Thủ Đức qua Bình Chánh chở mày luôn á. Thì có sao, thì nó muốn làm gì chứ tao có ái đâu. Vậy trời hết hồn. Ê, có 4 đứa nè, đang bánh tráng trộn đi. Hôm nay tôi không có đem tiền. Hàng có tiền không cho tôi mượn ơi. Có 10.000 à, đủ phần tôi à. Quang, còn tiền không cho tôi mượn, mai tôi trả. Đủ tiền đó banh à. Mới nãy tôi thấy bà đi căng tin người ta thối lại bà 20 quá. Bây giờ bà cho tôi mượn 10.000, mai tôi trả bà liền. Cái tiết mục đó. Sao đòi ta? Nếu như mà cái môn thực hành đó mà mình tín bà mượn tôi 10.000 á, bà chưa trả tôi á. Ủa, sao nổ là con chủ tịch đồ mà 10.000 mà đòi vậy trời. Mẹ hả, nhà giàu mà bùi cái bà. Yeah. Yeah. Con má bây giờ đi ăn chè. Trời ơi, trễ giờ đi làm rồi. Ê, tao quên nộp sổ đầu bài rồi, đợi tao. Ê, quên sách, đợi. Ê, quên cái gương. Thôi đi luôn ơi, mày về sau đi, mệt quá đi à. Hãy tính, xin 3.000 cái xe đi. Gì trời, ngày nào cũng xin vậy? Lâu lâu bữa mà, mai xin mẹ trả cho. Mới hôm qua mày mượn tao 3.000 giữ xe nha. Thì cơm nhiều nhiều nó trả lần luôn. 3.000 mà kêu kiệt chứ trời. Vậy sao có 3.000 mày không có, mày gửi xe mà. Gửi xe cho mày đi bộ đi. Ok. Trời, má này nhiều chuyện mà chưa gặp ai luôn á. Gì nhiều chuyện má. Má này cũng đứng nói chuyện với tôi mà đổi thường tôi nhiều chuyện. Ê, đi ăn chè đi. Sao nha. Ngồi ai nấy trả tự nhiên bao. Đi ăn chè đi. Ở chút phẩm chút. Ê, có bánh canh đúng không? Ê, phải nghe này ăn. Hả? Ăn gì? Bình thường mà, tôi bình thường. Ê, chuẩn bị vô tiết gì vậy? Ờ, tiết gì ta? Tiết dạ. Ôi, mấy mày yêu quá, anh lú. Có đâu, tiết có. Ê, chuẩn bị là đi học thể dục quá mấy mày. Ừ, đấy, 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 đấy. Á? Ê! Ê, của tôi mà. I love you. Chú cặp mắt ngân ngân nghe. Để trả tôi đi. Ê, đi quán kia bên kia quán thầy trường á, đi ăn với tôi hả? Đi đi à, ủa tới nay hả? Ừ? Tới nay bận hả? Đi cô cho nghỉ học toán rồi, chỗ này đi. Không phải, tôi đi mới đi học tiếng Anh tiếng Anh ha. Rồi, tiếng Anh đi, tiếng Anh vui á. Tiếng Anh có hẹn. Không có. Có hẹn nha. Không có đâu, bạn coi đừng xạo. Bạn bè là biết thôi yêu đương nè. Chơi dưới nhà xe rồi nè. Ủa giấu chơi vợ lớp biết hết luôn hả? Tôi giấu bị dữ chưa? Không phải, chơi vợ chồng. Thôi nè, chơi vợ chồng. Chị chơi đi. Bà đừng có chơi với tôi nữa, biết sao không? Thân gì tôi đã không kể tôi nghe gì hết trơn á. Không phải. Bây giờ ngủ đi ăn kem, ngủ không đi nữa. Không phải chơi nè. Tới. Ê, đọc cái này đi. Đọc hoài. Gì vậy? Bây giờ tới ngày rồi mà hỏi cái gì, đóng quỷ lớp. Tôi có thể giờ lại được không? Ý là tôi muốn đóng á, nhưng mà tôi bị quên mất tiêu rồi. Bà quên hoài, ngày nào bà cũng quên chứ bà đừng nói hôm nay bà quên. Không phải, ý là hôm nay sẽ... Lúc nào tôi cũng đóng giùm bà hết á, bây giờ tôi hết tiền luôn á. Đóng giùm tôi. Đóng gì? Tôi còn chưa đóng nữa, đóng giùm gì? Ông là ông nợ mấy quý luôn mà. Tại cũng bịch đâu nó. Hôm nay phải đóng cho tôi đi. Đừng có kiếm chuyện nữa. Không phải. Tôi làm cái chất này mệt lắm á. Mấy người không đóng là tôi bị chửi nè, cô chửi tôi nè. Tôi phải bỏ tiền túi ra đóng trước cho mấy người, đóng giùm mấy người á. Tôi biết rồi nhưng mà tôi quên. Mấy khỏi nói nữa đi, bây giờ đóng cho tôi đi, không nói nhiều. Bây giờ chỉ có 15 phút ra chơi để tôi thu tiền thôi đó. Ê, không mấy đóng tiền. Tôi cũng có tiền ăn nữa cái gì đóng. Không, tôi thấy không đóng có được cái gì đâu, tuần nào cũng cuối tuần cũng đóng. Trời quá à, cuối cùng đóng đóng vậy để cho cô thu mấy người. Không, làm cái chất này cũng cực lắm á. Nghĩ ra đi, thay hết. Gì vậy? Ê, quay gì? Quay chàng. Ê, cái trường chạy tá chàng luôn á.
bể cái điện thoại rồi nhớ uống nha, là nhớ uống sao? Được nha, thích. Cái này đi học cũng hoài trời. Sao nó nhung trường quá à? Chưa lẽ gì má thì bất chứ. Trời ơi, đi. Ép viên này cái màu kia nè. Chàng tài gai sắc, đôi mình lạ chứ. Dạ, cái gì vậy? Ai đây nhìn mày thì nghe. Ai nhìn đi mà. À, hello bà, tôi mới chuyển về đây á. Bà giúp đỡ tôi nha. Ok. Chào bạn, tôi mới chuyển tới đây. Hỏi giới thiệu ngoài. Tính không của cái này. Tính đi cho tôi dùng hết thôi. Sắp tới ngày thi rồi, tính ráng uống để nạp năng lượng nha. Mà sáng giờ tôi xe hư cho nên không đến sớm được. Cảm ơn Hiếu nha. Nếu như mà tính thích á thì ngày nào Hiếu cũng sẽ mua vô mối cho tính uống nha. Wow. Hiếu đợi tính ở trước cổng trường nha. Chào bạn. Có gì nè, ở đây không có ăn cơm chó hả? Hay nãy giờ khó chịu á. Bà đi gì? Bà đi luôn đi. Tính ơi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ờ bay ơi, bay ơi. Ông cố ơi, ông cố. Trời ơi. Ê, đứa cái tập giả của nè. Khốn cái máy giả. Đập nó chửi không à? Đập cái mỏ hổ của tao mà. Ê. Con ngựa. Ê, tao mới làm quen được với anh khóa trên. Đẹp trai rồi. Lắm nè. Xin ngày nhiêu? À, 1/1. Không hợp. Ủa sao không hợp? 1/1 là ma kết không hợp với song tử, ok. Má này dị đơn. Ê, chiều đi gọi đầu làm móng với tao, cho tinh thần sảng khoái mai thi tốt. Thôi, tao không dám gọi đầu làm móng má. Trời ạ. Thấy không, cắt móng, cắt tóc hay gọi đầu hay cái gì đó là đã tẩy đi những cái kiến thức của mình. Xui. Má này có học chữ nào đâu mà bà đặt xui chứ không xui. Ê, đừng có ăn chuối má ơi. Trời ơi má. Ăn chuối là nó sẽ trượt, là thi trượt, thi rớt, thi té, hiểu không? What? Thôi má mày tới gì vậy Đan, vậy Đan. Không nói chuyện mày nữa, tao xuống canteen tao mua nguyên nải, tao ăn trước mặt mày cho bỏ ghét. Đó, thấy chưa? Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Ra đó chợt dãnh dò đó, tao chưa. Đầu lòng hai ả tố nha. Thí Kiều là chị, em là Thí Dân. Ê, Kim Trọng là chồng của Thí Dân hay Thí Kiều mày? Mà mai thi văn rồi đó, mày học bài chưa? Tao học rồi. Mai tao thắp nhang cái nữa là xong rồi. Mày không học bài thì đố ai mà chứng cho mày á.